Tại sao Việt Nam? Tác giả Archimedes Patti, dịch giả Lê Trọng Nghĩa, số 38. Olmsted và nhiều sĩ quan đã ngạc nhiên khi nghe nói một toán OSS đã được phái đi theo các hoạt động của Bộ Tư lệnh Đông Nam Á và đã yêu cầu được biết rõ thêm. Hepner nói ngay, đó là một hoạt động quan trọng và ông chỉ được phép tiết lộ rằng Ủy ban Hỗn hợp Bộ Ngoại giao, Chiến tranh và Hải quân đã ra lệnh tiến hành hoạt động này và đã thông báo cho tướng Webmeyer và đại sứ Hubley biết. Olmsted muốn kết thúc hội nghị và hỏi xem có ai hỏi gì thêm không. Tôi đưa ra một câu hỏi cuối cùng. Nếu tôi tiếp tục xúc tiến các hoạt động chiến tranh chính trị ở Đông Dương, thì nhóm chúng tôi sẽ ra sao? Mọi người im lặng. Sau hết, Olmsted hỏi lại, tôi muốn nói gì qua danh từ chiến tranh chính trị? Và theo ông nghĩ thì Paxton đã trả lời câu hỏi đó trước rồi. Nhưng Paxton lại nói ngay là ông không đả động gì đến vấn đề này mà chỉ làm việc giải thích chính sách đã được công bố của Mỹ. Một cách bộc trực, Olmsted nhận là đã không hiểu câu hỏi của tôi và nói rằng nếu chỉ thị mà tôi nhận được là xúc tiến chiến tranh chính trị và cái mà tôi làm trong chiến tranh chính trị đó phù hợp với chính sách của Mỹ thì tôi có thể bằng mọi cách cứ cho tiến hành. Mọi người đều cười, cuộc hội nghị bế mạc. Cũng như trong phần lớn các cuộc hội họp ở cấp chiến trường và đại sứ quán, mọi người đều vui vẻ và không phải cam kết điều gì. Đối với tôi, các cuộc hội họp như vậy chỉ có mỗi một mục đích để nói cho những người làm quyết định biết rằng người chấp hành đã quyết định làm việc này hay việc khác, tùy theo vấn đề đã được đưa ra thảo luận. Chúng tôi được Woodrow Wilson, Bộ trưởng Cố vấn về các vấn đề kinh tế, mời dự buổi cơm chiều và đêm đó ở lại trùng khánh. Nhưng Đại tá W. V. David bên cơ quan OSS đã báo cho Hepner có công văn khẩn từ Côn Minh gửi tới. David đưa ra hai tin làm náo động mọi người. Một là việc sơ tán các tù binh chiến tranh Mỹ từ Sài Gòn. Hai là lính của Long Vân đã cướp phá các kho tiếp tế của Mỹ trong vùng Côn Minh. Thiếu tướng H.S. Auren, chỉ huy hậu cần, yêu cầu OSS giúp đỡ ngăn chặn không để cho các kho tàng khác của Mỹ tiếp tục bị cướp đoạt. Hepner đã điện trao đổi với Auren và sau 15 phút nói chuyện liên tục đã quyết định trở về Côn Minh ngay tức khắc. Ông xin cáo từ Robertson và chúng tôi chạy đi tìm toán lái máy bay. Phải sau nhiều giờ nữa, chiếc C-47 của chúng tôi mới cất cánh nổi. Tiếp đó, chúng tôi được mời ăn lương khô và nước lạnh. Tất nhiên, trên máy bay không có đá. Phương án embankment. Trong lúc nghỉ xả hơi sau một ngày kiệt sức, tôi hỏi Hepner cho biết có điều gì không bình thường đã xảy ra chung quanh chiến dịch của OSS trong Bộ Tư lệnh Đông Nam Á và ở phía Nam Đông Dương. Về mặt này, tôi biết quá ít. Ngoài tin Taylor đã rời Kandy đi hoạt động, tin ở đó chúng ta tham gia vào việc giúp đỡ phong trào Thái tự do, xúc tiến điều đình với chính phủ giải phóng Thái, và Hepner cũng còn có ít nhiều mối quan hệ ràng buộc với các lợi ích của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Hepner đã kể cho Hollywell và tôi nghe phần đầu câu chuyện mà không đầy 3 tuần lễ sau đã kết thúc bằng tấn bi kịch và đưa đến người Mỹ nạn nhân thương vong đầu tiên sau chiến tranh ở Đông Dương. Vào tháng Giêng, Bộ trưởng Stettiniu đã báo cho tướng Donovan biết về những cố gắng của Bộ Ngoại giao để điều tra tình hình các tù dân sự Mỹ, CIS
và các tù binh chiến tranh ở Nhật và trên đất Nhật chiếm đóng. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã thực hiện một số vụ cứu trợ nhân đạo, nhưng chỗ được chỗ không và còn tùy thuộc vào ý thích nhất thời của người chỉ huy Nhật tại chỗ. Stettinius thấy cần phải báo cho chính phủ biết các trại tù binh ở đâu, số lượng và tình trạng các công dân Mỹ bị giam giữ, v.v. Bộ Ngoại giao đã nhờ Marcel Janus, F.B. James và Camille Jacques điều đình lập một mạng lưới thông tin giữa Mỹ và Nhật thông qua chính phủ Thụy Sĩ. Đồng thời, Bộ Chiến tranh cũng đặt ra ban MISX trong Cục Tình báo Quân sự để giúp giải thoát các quân nhân trốn tránh khỏi bị bắt giữ, v.v. Ở chiến trường Trung Quốc, nhiệm vụ này được giao cho AGAS, nhưng các tù nhân dân sự thì không được tổ chức nào quản lý, nên chỉ còn nhờ vào hoạt động của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Donovan được giao nhiệm vụ này và đã chỉ thị cho Ban Tình báo SI thuộc SEAC và chiến trường Trung Quốc đảm nhận việc xác định các trại, lập danh sách tù binh chiến tranh và tù thường dân, cộng tác chặt chẽ với AGAS. Trong những tháng còn chiến tranh năm 1945, OSS đã rất thành công trong các chiến dịch tình báo này, mà đỉnh cao là việc tung ra các hoạt động của toán Maxi. Alan Dulles đã báo cho Donovan biết việc Nhật thăm dò hòa bình qua các cuộc tiếp xúc với OSS. Donovan cũng được biết về sự tiến triển của bom hạt nhân và ít nhiều về kết quả thử nghiệm ở New Mexico. Trong thời kỳ hội nghị Potsdam, Donovan đã lường trước được việc đầu hàng sắp xảy ra của Nhật và đã thông báo cho Taylor ở Kandy và Hepner ở Trùng Khánh biết. Dựa vào các báo cáo của OSS về sự ngược đãi, lộng hành trong một số trại của Nhật, Donovan đã đề nghị với tham mưu trưởng liên quân là phải có biện pháp bảo vệ các công dân Mỹ trong các trại tù binh ở Đông Nam Á trong trường hợp Nhật đầu hàng một cách đột ngột. Ủy ban phối hợp Bộ Ngoại giao, Chiến tranh, Hải quân đã nghiên cứu vấn đề Mỹ tham gia công tác hậu chiến ở Bộ Tư lệnh Đông Nam Á và đã đồng ý để các nhân viên Mỹ sẽ phải ở lại SEAC ít nhất cho tới khi có các sĩ quan Cục Đối ngoại Mỹ đến làm việc tại Thái Lan và các nơi khác chỉ có những người Mỹ. Nhân viên của OSS mới được miễn trừ. Nhưng Bishop lại báo qua con đường không chính thức cho Hepner biết là Bộ Ngoại giao Anh đã phân công cho các quan chức ngoại giao và lãnh sự ở nhiều bộ chỉ huy các lực lượng ở Đông Nam Á làm cố vấn chính trị dưới quyền Mark Bentley Esther Dunning của SOE. Theo Bishop thì nhiệm vụ của một số cán bộ này là điều tra báo cáo về tình hình kinh tế và chính trị vùng Nhật chiếm đóng trước đây. Ngoài ra, Dunning cũng nói cho Bishop biết tự người Anh sẽ phụ trách vấn đề bảo vệ quyền lợi của đồng minh trong các vùng đất chiếm đóng và các vấn đề liên quan đến quyền lợi Mỹ thì có thể giải quyết thông qua ông ta. Dunning cho tới khi các cơ quan lãnh sự Mỹ mở cửa trở lại. Đó quả là một tình hình không thể chấp nhận được. Donovan đã chỉ thị cho OSS Đông Nam Á và Hepner ở Trung Quốc cứ lặng lẽ theo gương người Anh tổ chức ra các toán OSS ở Đông Nam Á để đi theo quân đội chiếm đóng Anh vào Thái Lan, Đông Dương, Nam Dương, Malaysia và Brunei. Vì vậy, cuối tháng 7, phương án embankment đã được đưa ra thực hiện nhằm phái khoảng 50 sĩ quan, binh lính được huấn luyện và trang bị cho những nhiệm vụ đặc biệt của OSS, AGAS để đi cùng các đơn vị xung kích đầu tiên của Anh vào Đông Dương. Người Mỹ liền bị đơn vị đặc nhiệm 136 của SOE coi như là những người cạnh tranh và thực tế đơn vị này đã đỡ đầu cho các toán SELFEO của Pháp vào hoạt động ở Đông Dương, đồng thời chống lại toán tình báo Mỹ. Người Mỹ vẫn được coi là chống thực dân và bị người Pháp nguyền rủa, do đó càng bị ghét cay ghét đắng. Và trong một quyết định vào giờ chót,
thiếu tướng Didi Grassi, tư lệnh lực lượng chiếm đóng Anh ở Đông Dương, đã gạt bỏ hoàn toàn phương án embankment ra khỏi chiến dịch Đông Dương. Hepner điện cho huân tước Mountbatten phản đối hành động độc đoán này của Grassi, và Mountbatten đã bắt ông bạn mình cho phép một toán tình báo Mỹ đã bị thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ còn 17 người được phép hoạt động vào ngày 2 tháng 9 đi trước cả đội quân của Grassi. Phụ trách phương án embankment là một thiếu tá nổi tiếng 28 tuổi, sau là trung tá A. Peter Dewey. Trước đó anh ta đã được Whitaker chọn định để bổ sung cho hoạt động của tôi ở Bắc Đông Dương. Chúng tôi đã biết Dewey từ khi còn ở Bắc Phi, biết rõ các thành tích nổi bật của anh trong công tác tình báo và chiến tranh chính trị. Hepner, Whitaker, Hillwell và tôi đều bằng lòng, vì có Dewey ở miền Nam thì toán Đông Dương của chúng tôi sẽ được tăng cường rõ rệt, nên chúng tôi đồng thanh yêu cầu giao nhiệm vụ cho anh ta. Dewey đến hành dinh của SEAC vào cuối tháng 7 và việc đầu tiên là bắt liên lạc với tôi. Chúng tôi thỏa thuận cùng nhau phối hợp hoạt động, trao đổi tin tức và nhận xét. Tất cả công văn và báo cáo của chúng tôi đều được chuyển theo hai chiều qua Côn Minh. Mặc dù tuyến công tác của chúng tôi bị hạn chế bởi ranh giới quân sự ở vĩ tuyến 16, nhưng hoạt động của OSS Đông Nam Á và OSS Chiến trường Trung Quốc đã được phối hợp với nhau theo tín hiệu của Hepner. Từ khi nổ ra sự kiện ngày độc lập, tôi không theo dõi được tình hình kế hoạch embankment nữa. Tôi phải nhờ đến Hepner. Khi tướng Grassi bị Mountbatten gạt bỏ thì chỗ dựa của Dewey vào người Anh cũng bị suy yếu. Dewey trở thành con người không được hoan nghênh ở đó. Grassi đã cho phối thuộc toán OSS nhỏ bé của Anh vào ban chỉ huy đơn vị xung kích của SEAC vào Sài Gòn, dưới quyền trung tá người Anh Cass. Người ta cho Dewey phải biết tự xoay sở lấy, không nên chờ đợi sự hỗ trợ về tiếp tế quân sự của người Anh. Điều đó cho phép Dewey tự do hoạt động mà không cần phải có sự giải thích đối với Cass hoặc Grassi trong vấn đề tù binh và tù thường dân của đồng minh. Quyết định quy chế tài sản Mỹ, điều tra các tội phạm chiến tranh và thực hiện các chỉ thị khác của OSS. Được hành động một cách độc lập, Dewey đã không để phí thời gian, trong khi người Anh chuẩn bị một cách chu đáo cho một cuộc hành quân thực sự để vào Sài Gòn, dự kiến vào tuần lễ thứ hai trong tháng 9, thì Dewey đã phái một tổ tiền trạm 4 người do Trung úy Khonasi cầm đầu để tiến hành trước các hoạt động về tù binh chiến tranh và tù thường dân. Chiếc phi cơ C-47 của họ đã hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 xuống một đường băng nhỏ của Nhật gần sân bay chính Sài Gòn. Sau bất ngờ của sự việc toán chúng tôi hạ xuống Hà Nội ngày 22 tháng 8, người Nhật chắc cũng đã đoán sẽ có nhiều khả năng nhiều toán khác của đồng minh tới, nên họ không còn bị bất ngờ. Khi phi cơ đỗ lại, nhiều xe quân sự đã lao tới gặp người Mỹ. Theo báo cáo của Konashi thì một toán Nhật khoảng 30 sĩ quan và lính do một đại tá có sĩ quan tùy tùng đã ra đón toán tình báo một cách trịnh trọng. Để một đoàn có một quy chế chính thức, Konashi đã tự phong quân hàm cấp thiếu tá, các người khác là đại úy, trung úy. Ngày 4 tháng 9 khi tôi từ Hà Nội bay đi Côn Minh, Dewey cùng với 4 người nữa đã đến tăng cường thêm cho toán ở Sài Gòn. Chiều hôm đó, Dewey đã điện cho hành dinh ở Kandy là Konashi đã phát hiện được 4.549 tù binh chiến tranh đồng minh, trong đó có 214 người Mỹ bị giam tại hai trại trong vùng Sài Gòn. Những người ốm nặng đã được bắt đầu chuyển đi từ ngày 5, chính là ngày mà chúng tôi đang hội họp ở Trùng Khánh. Tất cả người còn lại sẽ được sơ tán vào sáng ngày 6. Bức điện Hepner nhận được chiều hôm đó nói về việc người Anh tranh giành với người Mỹ về việc sử dụng đường không và các tù binh Mỹ đã không được ưu tiên trước.
sợ rằng các tù binh của chúng ta bị bỏ bê, tướng Webmeyer ngay chiều hôm đó đã ra lệnh cho máy bay Mỹ từ Côn Minh bay tới Sài Gòn để giúp việc sơ tán người Mỹ. Vào khoảng nửa đêm thì phi cơ của chúng tôi tới gần Côn Minh. Chúng tôi đã nhìn lờ mờ thấy cái hồ lớn ở đó, và đến đúng 1 giờ sáng ngày mùng 6, chúng tôi về tới khu nhà vắng vẻ của OSS. Hepner và Hurlywell phải đối phó ngay với các vụ cướp phá trụ sở OSS của lính Long Vân, trong khi tôi tiếp tục nghiền ngẫm về những điều lộn xộn tối nghĩa của cái gọi là hội họp chính trị mà chúng tôi đã tiến hành ở Trùng Khánh. Chương 29. Không ai chịu nghe ai. Quá nhiều việc rắc rối. Chuyến đi Trung Quốc của tôi nhằm tìm kiếm một sự chỉ dẫn về chính trị đã thất bại. Webmeyer và Hopley đang bận chuẩn bị đi Washington để xin chỉ thị, nên không thể hoặc không muốn để thì giờ gặp tôi nữa. Đáp lại yêu cầu của Hepner, Webmeyer đã trả lời: thấy thế nào tốt nhất thì cứ làm. Đối với những vấn đề không thuộc phạm vi các chỉ thị hiện hành, trừ phi bị Washington bác bỏ, thật chẳng khác gì nói, những cái anh làm đều đúng cả, nhưng đừng có vượt qua Washington. Nhưng lại chẳng có ai nói cho biết là Washington đang làm gì. 3 ngày thảo luận, bàn bạc đã chẳng mang lại được một kết luận đáng giá nào. Một trong các vấn đề cần phải được chú ý là sự có mặt của các lãnh tụ đồng minh hội trong những người thân cận của Lư Hán. Họ mà vào Việt Nam dưới sai bảo trợ của Quốc dân đảng thì chỉ gây ra hỗn loạn và nội chiến. Chúng tôi yêu cầu Thiếu tướng G.B. McClure trao đổi vấn đề này với tướng Hà Ứng Khâm và nhấn mạnh đến nguy cơ tiềm tàng trong nhiệm vụ của Lư Hán. Tôi cho rằng nếu nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Việt Minh và đồng minh hội thì quân lính của Lư Hán có thể phải có nhiệm vụ chẳng hay ho gì là đàn áp người Việt Nam bằng vũ lực. Do đó sẽ gây ra một tinh thần chống Trung Quốc mạnh mẽ và làm trì hoãn công việc giải giáp quân Nhật. Tướng McClure hứa sẽ nói với Hà Ứng Khâm, nhưng cũng không tin là sẽ có hành động gì, vì tướng Hà còn phải đương đầu với nhiều vấn đề quan trọng khác. Điều quan ngại nổi bật của Quốc dân đảng lúc này là phải đối phó với Cộng sản Trung Quốc đang tiếp quản một cách êm thấm và rất có hệ thống các vùng đất do Nhật chiếm trước đây ở phía Bắc. Hà Ứng Khâm và bộ tham mưu của ông ta phải tập trung hết tâm trí vào việc chuyển và điều động các đội quân Quốc dân đảng trung thành lên phía Bắc Trung Quốc. Đồng thời, ông ta lại phải ngăn chặn nguy cơ nổi loạn của Long Vân ở phía Nam và chống đỡ với áp lực của người Pháp và người Anh đối với thống chế trong việc chiếm lại Đông Dương. Trước khi tôi trở về Hà Nội, tướng McClure đã cho tôi biết ông đã đặt vấn đề đồng minh hội ra với tướng Hà nhưng không có kết quả. Hà đã không sẵn sàng can thiệp vào các cuộc thu xếp của Lư Hán, đặc biệt là nếu chúng chống cộng, thảo luận với Hurlywell và các nhân viên OSS khác. Tôi cho rằng đứng về quan điểm của đồng minh thì vấn đề này mang tính chất quân sự hơn là chính trị. Nếu cuộc nội chiến nổ ra và các nhân tố để gây ra đã có sẵn thì sẽ có bắn giết và hỗn loạn, và có khả năng một số lính vũ trang nào đó sẽ tham gia, sẽ là một tình trạng hỗn độn. Nhưng tôi cũng thống nhất với các đồng sự là chúng tôi đã làm hết cách để báo động cho các nhà đương cục và cũng không thể làm gì khác hơn. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.